Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hướng Nhật Sài Gòn. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho mọi người một video. Và hàng hôm nay đó chính là hàng Ben Lâm Xưa và Bình Trà nha mọi người. Thì mọi người hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua số điện thoại 0941028827. Em sẽ drop ở trên góc trái màn hình. Và cũng như là kèm mã giúp em nha. Kèm mã và ngày em sẽ ghi ở trên tiêu đề mọi người. Chốt mã và kèm ngày giúp em nha mọi người. Rồi, mã đầu tiên em lên cho mọi người đó chính là mã số 1. Đây, em lên cho mọi người một chiếc tour Ben Lâm Xưa. Đó, cúc dày nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, đây là mộc nha, họa tiết nha. Đây là họa tiết nha mọi người. Bên trong lồng nè, họa tiết là vẽ men lam. Ở đây là có một cặp nai nha, rất là đẹp luôn. Hàng xưa nha mọi người. Đó, em xin phép đo kích thước. Kích thước miệng á, đường kính tính luôn cả vặn luôn là 18.5 cm. Chiều cao của tô là 6 cm nha mọi người. Đấy, chiếc tô này em xin giao luôn mọi người với giá là 50.000 mã số 1 nha. Mã số 1 50.000 nha mọi người. Mã số 1 50.000 nha. Rồi, tiếp tục em lên mọi người là mã số 2. Đây, sẵn luôn em lên mọi người đầu video. Ở đây em đang có là một bộ chén chú tiểu nha. Và hàng này là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất là đẹp. Ở đây em gồm có là 10 chiếc. Đấy, em lên trước cho mọi người coi đi. 10 chiếc nha mọi người, tình trạng là lành tiếp nha, chưa qua sử dụng nha. Đấy, ở đây nó chỉ dính cái dạng bụi mà em để ở cửa hàng á. Đấy, rất là đẹp luôn. Kích thước đường kính miệng á là 11.5 cm. Chiều cao của chén rơi vào tầm cỡ gần 6 cm nha mọi người. Ở đây em gồm có 10 chiếc. Đấy, mọi người muốn mua một bộ thì 5 chiếc cũng được, 10 chiếc cũng được nha. Rồi, bộ này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 400.000. 400 cho mỗi chén này nha mọi người. Mã số 2 nha. Mã số 2. Đấy, chốt em mã số 2 nha. 400.000 mã số 2 nha. Rất là đẹp luôn nha. Bình thường chú tiểu á nó ít khi có cái dạng như họa tiết ren ở đây nha mọi người. Đấy, riêng cái bộ chén này là 10 chiếc là đều có đủ nha. Rồi, mã này là mã số 2. 400.000. Đấy. Rồi, tiếp tục em đưa mọi người là mã số 3. Ở đây em đang có một cái dĩa xưa. Cốt xưa luôn nha mọi người. Đấy, ở đây nó bị em báo trước luôn. Ở đây nó bị dâm kiểu dâm xưa nha. Đó, mọi người coi cái màu cốt nè. À, cái này có bị rạn men sau tuổi nữa. Đấy, thì em cứ lên giá thì mọi người ưng thì chốt nha mọi người. Kích thước đường kính là 23 cm. Những cái hàng xưa mà có những cái vết tích đây nè. Đó, chứng minh theo thời gian nha mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng xưa thì không tránh khỏi rồi. Mã là mã số 3, em xin giao luôn mọi người với giá là 50.000. 50.000 cho chiếc dĩa này nha mọi người. Mã số 3 nha, 50.000 nha mọi người. Rồi, em lên cho mọi người mở đầu cái bình ngày hôm nay đi. Một chiếc bình xanh coban. Đó, ở đây có hai cái tay luôn nha, rất là đẹp. Dáng nè. Viền là viền vàng vẽ king size nha mọi người. Họa tiết là chim công nha. Đấy, một cặp chim công luôn, chim đực và chim cái nha mọi người. Đó, thì cái giá này là cái giá tại cửa hàng. Hôm nay em lên live xin phép sale cho mọi người luôn ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Bình này tình trạng còn rất là mới nha mọi người. Viền vàng không có phai nặng nha. Nói chung là không phai luôn á. Kích thước đường kính miệng á là 12.5 cm. Và chiều cao của bình này rơi vào tầm cỡ 25 cm nha mọi người. Chiếc bình này giá niêm yết tại cửa hàng em đang là 1.4 triệu. Hiện tại em đang trên live và trên video ngày hôm nay em xin phép sale cho mọi người với giá là 1.200.000 nha mọi người. 1.2 triệu cho chiếc bình này nha. Mã số 4 nha mọi người. Mã số 4 1.200.000 mã số 4 nha. Rồi, tiếp tục em lên cho mọi người một chiếc tô men lam họa tiết đây, chị đây nha mọi người, Arita. Đó, cái này nay em lên nhanh cho mọi người luôn nên em chưa có thể vệ sinh kịp được. Đây, kích thước đường kính miệng của tô là 24.5 cm nha mọi người. 24.5 cm, rất là to luôn. Kích thước chiều cao rơi vào tầm cỡ 6.5. Nếu mà em ước chừng ăn mì thì nhất cũng phải được 3 giắt nha mọi người. Đó, size lớn họa tiết là dẻ hoa coi như là full lòng luôn ha. Bên ngoài nè, chuyện ở đây là Arita nha. Size này tới 24.5 cm nha mọi người. Đó, tô thứ. Rồi, chiếc tô này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 200.000. Mã số 4 nha. Mã số 4 200 nha mọi người. Ngay nha mọi người, được lên sang xe với em nha. Mã số 4 200.000, mã số 4 nha.
đó. Hơn là nãy cái tôn nãy là mã số 5 chứ. Em nhầm, sorry mọi người. Tiếp theo là mã số 6 nha. Rồi, ở đây em có một cái dĩa viền sô cô la răng cưa nè mọi người, một cái dòng dĩa xưa. Đó, họa tiết ở đây là cây tùng và núi Phú Sĩ. Ở đây có thêm một cặp ba con chim hạt nữa nha. Kích thước đường kính là 24.5 cm. Đó, đường kính này là bằng cái miệng tô mới nãy đây. Nhưng mà hơi tiếc một cái là nó có dạng cái vết xước xưa. Đấy, trên video mọi người đang thấy luôn ha. Đó, đặc biệt là những cái dòng mà như vậy. Đấy, đã hàng xưa này không tránh khỏi tình trạng đó rồi. Thì đây nó có thêm một cái phần nhăn nhẹ nữa nè. Đó. Để xa thì không khó để ý nha mọi người. Đấy, dòng xưa. Rồi, đường kính miệng là 24.5 cm. Chiếc dĩa này em sẽ phép giao lưu mọi người với giá là 150.000. Mã số 6 nha. Mã số 6 150.000 nha mọi người. Mã số 6 150.000. Đây, lấy cái kê này cho nó dễ. Một chiếc dầm trà cốt rất là dày luôn, nặng tay nha mọi người. Hàng này hàng xưa. Chuyện là nằm ở trên giữa, chính giữa cái lồng này luôn, cái khay luôn ha mọi người. Cái này vừa là dĩa vừa làm cái khay được nè. Đó, chuyện vuông đàng hoàng nha. Đấy, mã là mã số 7 nha mọi người. Kích thước đường kính là 29.5 cm, gần 30 cm nha. Coi như là em cho là 30 đi ha mọi người, 30 yếu đi. Đấy, một cái khay. Đấy, hoặc là một cái dĩa, cốt rất là nặng luôn, cốt dày nha mọi người. Đấy, mọi người mua về làm dĩa hoặc là khay trà được nè. Sorry mọi người nha, này em hơi bị cấn cái máy xíu. Rồi, chiếc dĩa này đường kính là gần 30 cm nha, 29.5 cm nha mọi người. Đó, mọi người có thể làm cái khay trà đều được nha mọi người. Cốt rất là nặng luôn. Cái này em cầm trên tay nó cũng phải tầm gần 2 kg mọi người ạ. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao của dĩa là 4 cm nha. Và chiếc khay này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 200 luôn nha mọi người. 200, mã số 7 nha. Mã số 7 200.000 một cái khay có chuyện mộc đầy đủ nha mọi người. Tiếp theo em đây mọi người là mã số 9. Ồ, ở đây. Đó, em có mấy cái kiểu mà đó, cái này nó hơi nhỏ nên là khó dùng cái này đó. Đây, một thêm một cái dĩa xưa hàng viền nông sô cô la nữa mọi người ạ. Mọi người coi. Rất là đẹp luôn. Đấy. Họa tiết ở đây có cây cúc nè. Đó, thêm chim hạt, chim phượng hoàng chứ, hai cặp hai bên đây, mai nữa, cây tùng này nó. Đó, rất là đẹp luôn ha mọi người, hàng xưa. Đường kính là 25 cm, lớn hơn cái hồi trước mới nãy là tầm nửa cm nha. Cái này nó hơi bị một chấm hạt gạo nhỏ ở đây nha mọi người. Đấy. Rồi, chiếc dĩa này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 180.000. Mã số 8 nha. Mã số 8 180.000. Đấy, mã số 8 180.000 nha mọi người. Rồi, tiếp theo mọi người là mã số 9 nha. Rồi, em còn cái đĩa mà viền nâu này. Em lên nốt luôn size này, size nhỏ nha. Một chiếc dĩa. Đó, viền nâu sô cô la mã số 9. Họa tiết đây là hoa trà nè. Đây, hoa mẫu đơn nha. Họa tiết là hoa mẫu đơn, đây là hoa cúc vàng đỏ. Ở đây có tích bướm đó nha mọi người, rất là đẹp luôn. Một cái dĩa này. Đó. Kích thước được kính miệng là 24.5 cm, hơn 24.5 cm nha mọi người, sắp xỉ là 25 cm đó. Thì dĩa này nó cũng có lỗ một xíu ở trên này. Đó, một cái tích xưa nha mọi người. Cái lỗ xưa một xíu nha. Đấy. Trên vầy cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi, dĩa này là 24.5. Nói chung là em cho tầm 25 cm đi ha. Mã số 9 em xin phép cho luôn mọi người với giá là 180.000 nha. 180.000 nha mọi người. Ai nhanh tay thì còn nha. Mã số 9 giúp em. Số điện thoại em sẽ nói trên màn hình đó chính là 0941028827 nha mọi người. Rồi, tiếp tục em đây mọi người là mã số 10. Đây. Cái mã số 10 này là chuẩn xưa luôn nha mọi người. Đấy, lên nốt cái dĩa này nữa. Một chiếc dĩa xưa. Mọi người thấy không ạ? Một cái dĩa vẽ phong cảnh nha. Nhà cửa phía xa nè, nhà nè, cây cối nè. Đấy, nhà cửa đó nha mọi người. Mà cái này là nó bị gọi là cháy men nha. Cái phần ám ám này, cái này là màu men bị cháy nha mọi người. Đây nó còn bị nổ men đó nè. Đó. Thì ở đây có cái đường tóc nha, hai đường nha mọi người. Thì em sẽ báo trước trên video luôn, mọi người ưng thì có thể chốt nha. Đó, đằng sau nha mọi người. Đấy, dòng này là 6 chấm luôn, hàng xưa nha, chuẩn luôn. Cái phần màu men đổ này mọi người, vẽ tay nè. Đó, cái phần màu men đổ đây, còn thấy luôn nha mọi người. Cái này thì nó có cái dạng tóc rồi, nhưng mà tóc xưa. Búng còn rất là thanh nha mọi người. Đấy, chiếc dĩa này, em đo kích thước luôn cho mọi người luôn. Kích thước
thước đường kính á là 28.5 cm, chiều cao là 5 cm nha mọi người. Đó, vậy là em xin phép giao luôn mọi người với giá là 200.000. Mã 200 giúp em nha. Đâu, mã số 10 chứ, 200.000 nha mọi người. Mã số 10 200.000 nha. Đó. Máy này do bên mạng của em nó có vấn đề nên em không thể là like cho mọi người được, nên em xin phép em quay sản phẩm nó nhiều nhiều xíu để em bù lại nha. Mã số 10 nha mọi người, 200.000 mã số 10. Đây em nói này, có bình nữa, ngoài cái bình kia ra. Rồi, tiếp theo là mã số 11. Đây em xem cho mọi người xem, đây là một cái bình, dòng này dạng như bình Satsuma nha mọi người, vẽ tay nha, rất là đẹp luôn. Đây cốt này cốt mộc nha mọi người, men rạng nè. Rạng rất là mỏng luôn, nhưng mà cái cốt mộc rất là nặng tay nha mọi người. Chỉ cắt tay đây nha. Đó. Bên trong này là em bỏ giấy báo để em có thể rèm để cho nó lúc mà vận chuyển đó mọi người. Đấy. Bình này size nhỏ. Kích thước đường kính miệng á là 10.5 cm. Chiều cao của bình rơi vào tầm cỡ 17 cm nha mọi người. Chiếc bình này em sẽ phép giao luôn mọi người với giá là 500.000 nha. 500 mã số 11 giúp em nha mọi người. Mã số 11 500, họa tiết ở đây là hoa tử đằng nha mọi người, một trong những cái dòng hoa có tiếng của Nhật Bản nha. Đó, những cái dòng hoa tử đằng sẽ rất là nhiều ở trên những cái nền gốm Satsuma nha mọi người, nhất là những cái dòng mà nghệ nhân cao cấp á. Mã số 11 nha mọi người. 500.000. Rồi, tiếp theo em là mọi người là mã số 12, thì ở đây em đang có 3 chiếc ly. Đó. 3 chiếc ly dòng này là ly này ly tàu nha mọi người, ly chung nha. Họa tiết là hạt dưa, nhưng mà cái này lại chấm đỏ nha mọi người. Đó, hạt dưa viền đỏ, made in China nè. Viền là viền vàng hết nha, rất là đẹp luôn. Thì có một chiếc này hình như nó bị cái phần viền vàng á mọi người, nó bị tróc nha mọi người, chứ không bị gì hết đâu. Đó, rất là đẹp luôn. Bên trong này nó còn có chữ nè mọi người. Mà xem, bên trong này nó còn có chữ nữa nè, 4 chữ nha. Giống như đồng thời nằm bắp á. Đấy. 4 chữ nha. Đường kính miệng là đường kính miệng là 7.5 cm. Chiều cao của cái này rơi vào tầm cỡ 6 cm. Và 3 chiếc ly này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 150.000 mã số 12 nha. Mã số 12 150.000 nha mọi người, dạng dòng Trung Hoa xưa. Đó, cũng có tuổi có tiếng nha mọi người. Mã số 12 nha. Đấy, 150.000 mã số 12. Rồi em bên mọi người là mã số 13. Nãy lên cái ly rồi. Em bên cái ấm. Đó, mọi người coi cái ấm nè. Đây là em lên bộ nhưng mà tiếc một cái là cái ấm này nó bị bể cái vò rồi. Cái vò thì em còn để trong đây, mảnh miếp thì em còn để trong đây hết. Nên là mọi người có ưng á, mua thì có thể về dán lại nha. Đấy, chuyện có thứ ở dưới này nha, made in China nha, dòng China xưa nha mọi người. Rồi, thì cái này em cũng hơi tiếc một xíu. Đó, cái này mọi người ưng thì chốt em mã này với giá là 50.000, về làm chậu cây cũng được. Mã số 13 nha mọi người, mã số 13 à. 50 mã số 13 nha. Đấy. Rồi, tiếp tục em lên mọi người mã số 14. Đây, ở đây em đang có một cặp ly Trung Hoa xưa nha. Đó, ly Trung Quốc xưa đây. Đó, ly tàu xưa đó. Một cái bên là màu xanh nè, một bên là màu đỏ. Chuyện này, đó, màu đỏ nha mọi người. Chuyện đỏ luôn, rất là đẹp. Cái men cũng dạng men nhã nhã vàng. Kích thước đường kính miệng là 7.5 cm. Chiều cao là gần 6 cm nha mọi người. Rồi em có cặp này mã số 14 em giao luôn mọi người với giá là 100.000. Mã số 14 100 nha mọi người. Mã số 14 100.000 nha. Rồi tiếp theo em lên mọi người là mã số 15. Ở đây em lại lên cho mọi người thêm một chiếc dĩa nữa. Đây, dạng dĩa size lớn luôn, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, răng cưa viền sô-cô-la luôn. Cái này có tích người nha, có tích cây cảnh quá khứ của Nhật nữa, và có tích phong cảnh luôn, rất là đẹp. Kích thước đường kính miệng á là đường kích đường kính của cái dĩa này rơi vào tầm 30.5 cm nha mọi người. Mã số 15 rất là đẹp cho mọi người xem. Đấy, tích người đây mọi người. 1 nè, 2 nè, nhà cửa phong cảnh phía đằng xa nè. Đấy, tích cây nha, tứ diện nha, mỗi bên là một cái cây. Đó, hoa anh đào nè. Đấy, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, bốn loại hoa, bốn loại cây cảnh luôn. Cốt sau đây. Đó, có chuyện vuông luôn nha mọi người, chuyện vuông chìm nha, rất là đẹp luôn. Đó,
Rồi, dĩa xưa này em sẽ phép giao lưu mọi người với giá là 350.000. 350.000 nha, đường kính là 30.5 xăng, coi như em cho là bao nhiêu cũng xăng đi. Mã số 15 nha mọi người, mã số 15 nha. Đó, 350.000. Và cái dĩa này em có hai cái, em có hai cái dĩa nha mọi người, ưng thì chốt cả hai cũng được, hoặc là chốt một cái cũng được. Mã này là mã 15 nha mọi người, 350.000 mã 15. Rồi, tiếp theo em là mọi người là mã số 16. Đây, em có một chiếc bình, dòng này cũng gọi là vẽ tay họa tiết luôn nha. Đó, họa tiết ở đây là vẽ hoa trà nha mọi người, bình tròn rất là đẹp. Đó, cái này là vừa khắc mà còn vừa vẽ lên nữa, mọi người xem. Bình cốt rất là nhẹ, đằng sau có chữ nè. Đó, dòng ở đây là dạng kiểu nhũ vàng nha. Đấy, chuyện nhũ vàng luôn. Cái này còn thư pháp nữa, chuyện này chuyện đây. Dòng này là Kutani nha. Đó, R đây, Kutani nè. Họa tiết là hoa trà, một cặp hoa trà, xung quanh còn có thêm mai, cây man đào nữa, rất là đẹp. Đấy, nhìn thoát ẩn thoát hiện ha mọi người, coi như là tính theo thư pháp nó coi như là 100% bình nha mọi người. Đấy, có chữ thư pháp dễ đằng sau nè, dạng phiên bản kỷ niệm á, rất là đẹp luôn. Kích thước đường kính miệng tính luôn vằn nha là 9.5 xăng. Chiều cao của chiếc bình này rơi đâu đó cỡ tầm 23.5 nha mọi người. Mã này là mã số 16, em xin phép giao lưu mọi người với giá là 1.2 triệu nha. 1.2 triệu trên cái clip ngày hôm nay. Mã số 16 nha mọi người. Mã số 16, 1.2 triệu nha. Tiếp theo em là mọi người là mã số 17. Thì ở đây em nhiều bình quá, em biết định lựa bình nào. Lựa đại lên cho mọi người luôn ha. Một chiếc bình men hoa nha mọi người. Đấy, sao nhỏ nhỏ có vỏ nha. Kích thước đường kính miệng á, là 8.5 xăng. Chiều cao của bình này rơi vào tầm cỡ 18 xăng nha mọi người. Đấy, họa tiết hoa nè, vẽ tay nha mọi người, hàng làm rất là công phu luôn. Đấy, cái này là hàng vẽ tay nha mọi người, họa tiết đây, chuyện nha mọi người, chuyện tròn luôn. Đó, giá niêm yết ở cửa hàng là 950.000 trên like luôn, em tròn luôn nha mọi người, 900.000 nha. 900.000 cho chiếc bình này nha mọi người. Mã số 17 nha. Mã số 17 900 nha mọi người. Mã số 17. Rồi đây em lên cho mọi người một chiếc bình xưa luôn ha, rất là đẹp luôn. Đó, để em lấy thêm cái đồ mà em để lên cho nó. Rất là đẹp luôn nha mọi người, một chiếc bình nội khối hàng xưa luôn. Cái này nó dạng như một cái dòng của Suigetsu mọi người, nhưng mà cái này nó dạng xưa nhưng mà xưa mới nha. Còn mà xưa cổ thì cái đó thì nó em không có đụng được rồi. Đấy, mọi người xem nè, em coi mọi người xem xung quanh. Đấy, nội khối nha. Họa tiết ở đây là cái này dạng như cây chuối nè mọi người, rất là hay. Cái này cây chuối nè. Đó. Ở bên đây dạng cây dừa. Cốt đây nha mọi người, cốt mộc nha. Kích thước đường kính miệng á là 3 xăng. Ui. Chiều cao của bình rơi vào tầm cỡ 14 xăng. Và chiếc bình em xin phép giao lưu mọi người với giá là 350.000, mã số 18 nha. Mã số 18, 350.000 nha mọi người. Mã số 18 nha. 350.000 mã 18. Một chiếc bình gọi là xưa rất nổi luôn nha, rất là đẹp. Rồi, tiếp tục em lên mọi người mã số 19. Đây, ở đây em đang có là một chiếc bình Kutani nha, họa tiết đây nha, ba chim hạt nè, rừng thông nè mọi người, núi Phú Sĩ nè, bên đây còn có thêm mấy ngọn núi nữa, rất là hay. Chuyện Kutani đây, bình này cốt rất là nhẹ, đẹp luôn. Đó, hàng này hàng mới chưa qua sử dụng nha mọi người. Đó, chưa qua sử dụng không đúng, mà cái hàng này gọi là hàng mới nha. Kích thước đường kính miệng là 10.5 xăng, và chiều cao của bình rơi vào tầm cỡ 22 xăng nha mọi người. Mã số 19 nha, rất là đẹp luôn. Đó, bữa sau em mọi người gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo thì em sẽ đo thêm cái kích thước dòng bụng của nó nữa nha mọi người. Tại này ở trên này em chưa có chuẩn bị cái thước dây á. Đấy, mã này là mã số 19 nha mọi người. Và chiếc bình này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 1.2 triệu luôn nha. Mã số 19 nha mọi người.
Đấy, sắp tới em sẽ có nhiều thêm những cái bình mới nữa, em sẽ giao lưu với mọi người nha. Mã là mã số 19 nha. Rồi, em đây mọi người là mã số 20. Đây, một chiếc bình Fukugawa. Dòng này là của hàng Fukugawa nha mọi người. Chuyện là chuyện núi Phú Sĩ nè. Đấy, họa tiết hoa mandarin. Có cái cành cây nè, rất là đẹp luôn. Kích thước đường kính miệng á là 10.5 cm. Chiều cao của chiếc bình này là 20.5 cm nha mọi người. Và chiếc bình này mã số 20, em xin phép giao luôn mọi người với giá là 1 triệu tròn nha. Đấy, rất là đẹp luôn cho chiếc bình này. Họa tiết nè, king size nha. Và có cái màu gọi là màu xanh coban nó kết thân rễ này, thân cây nè. Đấy, chuyện đây Fukugawa. Viền vàng là còn ok hết nha. Không có bị ten hay là bị phai hết nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đấy, mã là mã số 20 nha, 1 triệu tròn nha mọi người. Mã số 20, 1 triệu tròn. Rồi, tiếp tục. Em lên mọi người là mã số 21. Đó, thêm một chiếc bình này đó cũng dòng của Kutani. Đó, em cho mọi người coi xem trước nha. Ở đây họa tiết là núi nè. Rồi chim hạt nè. Chim hạt mọi người. Đó, viền chấm nhũ vàng nè. Đây, rất là đẹp. Họa tiết coi như là 50% của bình nha. Đó, chuyện Kutani nha mọi người. Đấy, viền là viền nâu nha. Đây, em này làm thôi. Kích thước đường kính miệng là 10.5 cm. Chiều cao của bình rơi vào tầm cỡ 25.5 cm nha mọi người. Đấy, mã này là mã số 21. Và chiếc bình này em sẽ phép giao luôn mọi người với giá là 1 triệu rưỡi nha mọi người. Ở đây hạt rất là nhiều. Đó, 4 con rồi nè, 7 con nha mọi người. Đấy, tượng trưng cho chắc 7 vị thần của Nhật Bản, thất phúc thần đó mọi người. Mã số 21. Rồi, tiếp theo mọi người là mã số 22. Siêu phẩm đây mọi người ạ. Đây, cái này em lấy cái đĩa lóc đỏ thôi nha. Đó, đây em lóc đỏ cái đĩa rồi. Mã số này mã số 22. Một chiếc bột gỗ ly 5 chiếc. Họa tiết có vẻ tích người và lập men lao phong cảnh xung quanh nha. Rất là đẹp luôn. Thuyền buồm nữa. Chuyện đây. Đó, chuyện chữ nè. Và chuyện nghệ nhân kế bên nè mọi người ạ. Trên nắp nha. Đó. Và đặc biệt nhất của cái dòng này á là hiện tại là hết ngưng sản xuất rồi nha mọi người. Đó, bên trong nữa. Rất là đẹp luôn. Đấy, trên họa tiết trên nắp nè. Và tiết trong lòng là mọi người. Chân cao nha, hàng cao cấp luôn nha mọi người. Đây là mã số 22. Đây, xin phép đo kích thước cho. Kích thước đường kính miệng á là 8.5 cm. Chiều cao á là cỡ tầm 6.5. Thì cái này nếu mọi người mà sưu tầm thêm một cái ấm trà được nữa của nó nữa sẽ tăng cái giá trị của sản phẩm này lên rất là nhiều luôn. Đấy, hồi xưa em đấu giá về cái bộ này nhưng mà sưu một cái á là nó bị bể những cái ống nên là em để lại cái bộ ly này. Này em giao lưu luôn với mọi người. Đấy, mã là mã số 22. Và chiếc bộ này mọi người coi nè, ly nào nó cũng có nha. Đó, họa tiết trong lẫn ngoài rất là đẹp luôn, dày cộm luôn nha mọi người. Rồi, mã này là mã số 22, xin phép giao lưu bộ này với giá là 1.85 triệu nha mọi người. Mã 22, 1.85 triệu. Đấy, và hàng này theo em được tìm hiểu thì nó đã ngưng sản xuất rồi nha. Hàng này Arita, một cái lò cao cấp của dòng Arita nha. Tiếp theo em mọi người là mã số 23. Đây, một chiếc bình Satsuma và kèm theo một cái ly của nó. Đó, cái bình này cũng có tuổi rồi nha. Vết rạn này rạn thời gian nha mọi người. Chuyện nè, chuyện này là chuyện vẽ tay chứ không phải là như những hàng bây giờ là dạng chuyện in nha. Đó, rất là đẹp. Nắp đây, lọc này là lọc tổ ong nha mọi người. Thì những cái dòng này là không thể đòi hỏi nó là mới được rồi. Tại hàng này là hàng Satsuma xưa. Đó, và tiếp ly đây nha mọi người. Cũng là chuyện dĩa tay luôn. Đấy, mọi người sờ vô cái phần chuyện nó sẽ thấy là cái độ cộm nha mọi người.
thì chiếc bình này đâu đó cỡ tầm 400 niêu đấy, kích thước đường kính miệng á là gần 800, chiều cao của ly là 6 căn. Thì chiếc ly này em chưa tính nắp nha, bộ này là gồm một ấm và một ly. Em xin phép giao lưu mọi người với giá là 330.000, 330.000 đó nha mọi người. Đấy, em xin tính tiền cái ấm thôi, đi em kèm theo mã số 23 nha, 330.000. Rồi em xin phép lên thêm một cái sản phẩm nào nữa, rồi em xin phép xuống like xuống cái link, clip nha mọi người. Sorry em hơi bị giấc một xíu. Đây, rồi tiếp theo là mọi người là mã số 24. Sẵn rồi em lên mọi người một cái bình sưu tầm đi nha. Đây là một chiếc bình, hàng này là hàng Imari. Chắc mọi người cũng ít mọi người khi thấy những cái dòng mà Imari mà tiết màu này. Đó, nhìn nó có như dòng hàng Trung Quốc ha mọi người ha. Nhưng mà nó là Imari của Nhật nha mọi người, hàng này hàng xưa luôn nha. Đó, đây mọi người xem nè. Đấy, Gold Imari nha. Có chuyện dưới này luôn. Đó này là phiên bản, có tên phiên bản của nó luôn nha. Cái màu chủ đạo của nó là màu hồng, tím và xanh lá nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Chiếc bình này, mã số 24. Kích thước đường kính miệng á là 9.5 cm. Chiều cao của chiếc bình là 10, bình là 20 cm nha mọi người. Giờ em đứng ở đây mà không khó thấy được cái đó. Rồi, cái này tiền giá của nó là 1.5 triệu khi mua ở cửa hàng ha. Trên clip này em sẽ cho luôn mọi người với giá là 1.350.000 nha. Mã số 24 nha mọi người. Một chiếc bình Imari hồng rất là đẹp luôn. Mã 24 nha, 1.350.000. Đấy, mã 24 nha mọi người. Em còn rất nhiều cái dòng bình mà kiểu sưu tầm nữa. Rồi, em lên mã 25. Còn như cái khúc clip ngày hôm nay luôn ha. Đấy, cái này là mọi người thấy nhiều nè. Đó, nhưng mà ít khi ai thấy cái dòng này của hàng Putani lắm. Đa phần của hàng Arita là nhiều à. Đây, họa tiết ở đây. Vì ở đây làm hình cá coi nha mọi người, nhũ vàng nha. Tình trạng coi như là rất là mới luôn. Chuyện là Kutani nhưng mà tiếc ở đây á, nó bị chấm cái ngay đây rồi. Đằng sau nè. Trong lòng dạng này, hàng này cũng dạng xưa rồi. Đó, bên ngoài cái phần nhũ vàng rất là mới, nhưng mà ở trong lòng nè, mọi người thấy những cái gọi là cái dâm xưa á. Đó, nhưng mà không đáng kể nha. Thường những cái chén này em thấy là người ta trưng bày là nhiều. Đó, còn cái phần ở đây thì nó nằm ở dưới đáy nên chẳng sao đâu ha mọi người. Đấy, thì hàng lỗi, em báo hàng lỗi, giá hàng lỗi luôn, mã số 25. Và chiếc chén này xin phép giao luôn mọi người với giá là 250.000, mã số 25 nha mọi người. Kích thước đường kính cũng rất là lớn luôn. Kích thước đường kính là 15 cm. Đường kính là 15 cm nha. Chiều cao của chén này là 7 cm nha mọi người, mã số 25. Cũng là sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay luôn. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Số điện thoại em sẽ nói ở trên góc trái mình, đó chính là 0941028827, cũng kim là cái Zalo của em luôn nha mọi người. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em để em có thể gửi hình chi tiết cũng như là mọi người chốt đơn cách nhanh nhất nha. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo ạ.